9.700.000 đồng. Nếu Chí Tài làm bánh khọt thì chị sẽ cho. Bánh quan trọng lắm đúng không ạ? Vô trong chợ mua. Vô trong chợ mua cho ổng. Mê Chí Tài dữ vậy hả? Vô mua. Có pha giùm ảnh không? Pha luôn. Pha giùm trước. Lý do gì chị bỏ hết không thèm bán cá chạy phụ Chí Tài? Bữa nay bỏ thấy anh Chí Tài mê quá bỏ bán cá. Thấy anh Chí Tài mê quá bỏ bán cá. 2, 1, chạy. Chạy qua đâu? Đâu? Cậu Hương Hải đâu? Ủa sao đi có kia gần hết? Trời ơi con chạy kìa trời. Dạ. Số tiền 30 triệu. Ban chạy số là còn 29.700.000 đồng. Anh Chí Tài gọi điện thoại cho chị Hương đi. Đây Hương ơi, mua bột làm bánh khọt, mua hải sản tôm hoặc mực và mua các loại rau. Rồi đi mua nha. Bây giờ đi chợ mua. Chợ đi nào bà con. Từ này anh ơi, vấn đề là phải mua bột anh ơi. Chỗ nào bán bột làm bánh khọt vậy chị? Chỗ nào bà này cũng biết luôn. Khọt á. Vô lòng chợ anh Tài ơi. Chỗ nào bán bột làm bánh khọt vậy? Làm bánh khọt á. Đây, vô đây. Anh Tài ơi, anh Tài, sẵn con rau mua rau trước đi. Sẵn con rau mua rau trước đi. Bán rau mà ăn với bánh khọt đó. Rau ăn với bánh khọt với rau gì không? Hành lá. Bà chậm đi, bà bán đó. Hành lá. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 40. Có tiền đây không? Có 100 nè. Nhanh lên hết giờ. Nè. Rồi đi mua bột, đổ bánh khọt cái nó quan trọng nhất. Bọn cái thợ đâu vậy? Cầm cái này đi. Đây. Trời ơi, đường bà con ơi, cấm đường. Cho em đi mua bột đổ bánh khọt. Ở đâu vậy? Bà biết chỗ không vậy? Ở đâu? Mua bột đổ bánh khọt. Bột đổ bánh khọt bán ở đâu? Bột đổ bánh khọt. 1 11 ngàn là mua mấy bao? Một bao thôi. Bánh khọt nha. Bao nhiêu vậy? Bánh khọt. Đây đi có tiền đi. Thối lẹ, càng chậm càng mất tiền. Bây giờ anh mua hải sản. Tôm mực. Đó, hải sản, tôm mực anh ơi. Mà mày phải chủ chợ không vậy? Không phải chủ chợ. Miếng thịt ba rọi. Đủ không nhỉ? 22.000 tiền tôm mực. 22.000 mua bán tôm. Bán rẻ đi. Còn có 22.000 à quý vị ơi. 2.000 thôi mua đúng nữa thôi. Không hỏi mua mực. Còn gì nữa hết rồi không? Hết rồi không? Hết rồi đi. Thôi đi, cảm ơn cái gì? Vừa mua chạch đó, mua xin đi mình xin một cái. Xin trong này đi. Xin một cái chanh đi. Sao mẹ? Cho con trái nha. Dạ con trái nha. Bà con cho không? Đủ rồi. Đủ em bên đây. Nếu Chí Tài làm bánh khọt thì chị sẽ cho. Bánh quan trọng lắm đúng không ạ? Vô trong chợ mua. Vô trong chợ mua cho ổng. Mê Chí Tài dữ vậy hả? Vô mua. Có pha giùm ảnh không? Pha luôn. Pha giùm trước. Và bây giờ ổng vẫn còn đi xúc sổ biết có mua được hay chưa. Ô, ở đây có hành lá này nè. Làm liền anh ơi, không kịp. Phải có cái việc pha bột chứ. Anh phải đổ cắt cái bột ra, anh đổ vô thau, xong anh bỏ nước vô đến pha bột. Đó, đổ ra. Đổ hết rồi. Đổ hết đi. Rồi bây giờ anh đổ nước vô. Không? Chưa có nước hả? Nước kìa. Anh cứ quậy cho đều lên. Alo chị Hương, sao chị Hương? Khán giả thương anh Chí Tài quá, cho anh Chí Tài nước mắm pha sẵn luôn nha. Chí Tài khỏi phải làm luôn. Dạ, cảm ơn bà con. Trời ơi, bà kìa. Ngươi đang bà quyền lực kìa. Lẹ lên Tài ơi. Còn có 22 triệu à. Chảo đang rất nóng mọi người ơi. Rồi, anh ơi, ơi, khét rồi kìa. Anh ơi, anh bỏ thịt vô trước, anh bỏ thịt vô trước. Trời ơi, bà bãi, bà lật rau luôn rồi. Bà lén bà lụm xuống, bà quất luôn. Nhiều quá. Trời ơi, quá trời bà bãi rồi. Rồi, được rồi, bỏ tôm vô luôn, bỏ tôm vô luôn. Bỏ tám cái bên. Bỏ vô lên. Bỏ vô hả? Bà con chỉ đổ bột vô anh Tài ơi. Thôi dạ, bà kia bỏ đầy rồi, bà kia bỏ vừa vừa thôi. Cũng bàn không á. Rồi, nghe lời bà đi. Đậy đắp lại. Rồi. Dạ. Còn có 19 triệu. Đang cố gắng làm rất nhanh đây. Anh Tài ơi, tiền đang rơi xuống nha anh Tài, còn có mười mấy triệu thôi. Có 19 triệu rồi nha. Anh Tài ơi, ra gỡ bánh đi anh Tài. Được rồi. Mở đắp ra. Ngon nha bà con, ngon nha. Ngon nha. Cầm cái bánh khọt vừa mới làm xong đưa cho 11 người ăn, nhưng ít nhất phải có 6 người đồng ý thích đưa cái bảng like lên thì mới thành công. Ok. Ăn không? Ngon luôn. Không ngon phải là ngon nữa. Bà thấy chưa? Thấy chưa? Đang. Con trai ăn chưa? Bà bảy luôn, bà bảy luôn. Trời đất ơi, bà tự làm rồi bà tự thương luôn. Cái con kìa con. 4, 3, 3. Trời ơi, còn chấm nước mắm nữa chứ. Rồi còn ai nữa không? Ngon không? Ngon không? Dơ bạn lên, dơ bạn lên. Ban xong rồi bỏ đi luôn kìa. 50. Ngon dơ gì rồi, dơ lên. Sau này thành công, chúc mừng. Mật mã. Cái mã số 1486 phải không Hương? 1486. Xác nhận. Nhưng mà anh có biết không, khi mà anh đi rồi có một cái bà đó bà mê anh. Bà đã. Bà bãi bán cá. Ê Chí Tài dữ vậy hả? Vô mua có pha giùm ảnh không? Bà bỏ bán cá luôn. Trời luôn, cái người mà mang cái gì bớt trắng á. Trời ơi, tôi rất là cảm động với cái tấm chân tình đó. Dạ. Nhưng mà cá đâu liên quan gì tới bánh khọt. Nhưng mà bà giúp anh, bà đi chạy vô làm nước mắm lặt rau, bà đâu rồi? Thì bà ấy lên đây. Lên đây. Lý do gì chị bỏ hết không thèm bán cá chạy phụ Chí Tài? Bữa nay bỏ thấy anh Chí Tài mê quá bỏ bán cá luôn. Trời ơi. Mê Chí Tài bỏ bán cá luôn. Rồi giờ cá chồng sao? Không bán luôn. Trời ơi. Chị Bảy ơi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha, nhờ vậy giúp đỡ mà anh Tài đã vượt qua. Rồi đưa xuống luôn. Ê mà bà bỏ tôi hả? Bà Bảy. Bây giờ cảm ơn Chí Tài, mời Chí Tài vô nghỉ ngơi. Xin chào quý vị.